Và để tiếp nối chương trình thì mời quý vị cùng tìm hiểu về hành trình đầu tư tri thức cũng như là công nghệ của Vietcup International trong quá trình họ hình thành và xây dựng thương hiệu. Hệ sinh thái Vietcup với mô hình kinh doanh ứng dụng công nghệ blockchain làm nền tảng quản trị và vận hành từ sàn thương mại điện tử đến hệ thống bán lẻ thuộc ngành hàng F&B vừa được Vietcup International hoàn thiện và chính thức ra mắt, được đánh dấu bằng sự kiện khai trương chuỗi cửa hàng Vietcup Coffee, hội thảo liên kết kinh doanh và họp báo giới thiệu ông bếp e-commerce. Bên cạnh đó còn là câu chuyện xây dựng văn hóa về ẩm thực và trà, cà phê Việt thể hiện thế mạnh nông nghiệp và tinh thần dân tộc Việt. Xuất phát từ một tập đoàn đa lĩnh vực, Vietcup International đầu tư nghiên cứu sản xuất và công nghệ đảm bảo quy chuẩn quốc tế, mang đến các sản phẩm, dịch vụ an toàn, chất lượng, đảm bảo sức khỏe và phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Vietcup cũng tạo dựng một hệ sinh thái khép kín với các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm sạch, dinh dưỡng đến dược phẩm và phòng khám thiện nguyện chăm sóc sức khỏe. Trong đó, Vietcup Coffee được phát triển từ niềm đam mê với hạt cà phê và tâm huyết đồng hành cùng nông sản Việt của doanh nhân Nguyễn Huỳnh Đạt với nhiều năm kinh nghiệm và thành công ở nhiều thương hiệu nổi tiếng ngành tiêu dùng nhanh. Chúng ta là quốc gia sản xuất trà và cà phê. Chúng ta phải có những ly cà phê thật sự ngon và chúng ta là người tạo ra được những giá trị đó. Chúng ta phải là những người được thừa hưởng những cái điều tốt đẹp đó. Với Vietcup các bạn sẽ có được hết tất cả những sản phẩm thức uống dinh dưỡng được tạo ra từ nông sản của Việt Nam. Hiện nay tôi đã đầu tư xong sàn thương mại điện tử mang tên Ông Bếp, sẽ là nơi để cho tất cả các doanh nghiệp của Việt Nam có sản phẩm chất lượng thì được phép giới thiệu và quảng bá cái sản phẩm của họ. Với định hướng kết hợp các yếu tố truyền thống và hiện đại, doanh nghiệp hoạt động trên tiêu chí tạo giải pháp pha chế chuyên nghiệp, tái khẳng định giá trị trà, cà phê Việt, đồng thời tạo đầu ra cho nguồn nông sản, chất lượng của người nông dân. Ông Đạt cũng triển khai thu mua, bao tiêu nguyên liệu, tạo nguồn cung ổn định cho sản xuất và kiến tạo hệ sinh thái nông sản sạch. Với mục tiêu luôn sáng tạo và đổi mới nhằm phát triển chuỗi hệ thống kinh doanh trong nước và quốc tế, bên cạnh chiến lược xuyên suốt là phát triển sản xuất gắn với trách nhiệm cộng đồng, song song với đó là việc đầu tư nhà máy, thiết bị và các dây chuyền hiện đại, hỗ trợ nghiên cứu công thức, sử dụng tri thức, công nghệ để phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm so với xuất khẩu thô. Ngoài cung cấp các sản phẩm qua các kênh online và offline, Vietcup International phát hành thẻ ưu đãi cho khách hàng sử dụng dịch vụ và thẻ thành viên VIP đi cùng với những quyền lợi mới, tạo môi trường để khách hàng thưởng thức và tiếp cận hệ thống siêu thị mini phân phối các sản phẩm được thương hiệu nghiên cứu sản xuất và nhập khẩu, tập trung vào chất lượng và dịch vụ khác biệt cho sự phát triển bền vững. Tôi thì rất là hy vọng cái Vietcup Coffee này sẽ có một cái tương lai tươi sáng. Bởi vì chúng ta biết là cái cà phê và cái trà này là một cái thế mạnh của Việt Nam chúng ta và nó cũng là đúng với cái chiến lược quốc gia chúng ta. Chúng tôi muốn đem tinh hoa thảo dược Việt tham gia vào chuỗi sinh thái Vietcup International nhằm tạo nên giá trị chăm sóc sức khỏe cho người Việt.